Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 257. Chương 2561, lửa cháy mất kiểm soát 2. Khoảnh khắc này, bởi vì Dương Gian ngã xuống nên quỷ thủ của hắn cũng thuận thế rút ra lò lửa. Quỷ thủ lấy đi một khúc xương cháy đen, khúc xương này giống như than đá bị đốt cháy trong lò lửa, có một nhúm lửa quái dị đốt cháy trên đó. Nhưng quỷ thủ vặn vẹo đã không thể nắm chắc khúc xương cháy lửa này. Khúc xương giống như sao hỏa lăn vào trong đống xác chết ở bên cạnh, dọc theo khe hở xác chết rơi xuống, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Sau khi bẻ gãy cổ của Dương Gian thì quỷ không tiếp tục tấn công hắn, mà là bước tới vài bước rồi thân thể ngã xuống, đè lên lò lửa đang đốt cháy. Lò lửa đốt cháy dường như không mãnh liệt như lúc nãy. Bị xác chết đè, ánh lửa nháy mắt biến mất, cảm giác đốt phỏng cũng biến mất. Môi trường xung quanh lại quay về âm u lạnh lẽo. Thì ra là vậy, quỷ ngăn trở lửa thiêu đốt, không muốn cho lò lửa này đốt cháy xác chết. Nhưng quỷ không có trí tuệ, ta đã lấy ngọn lửa ra, đốm lửa đó đủ đốt cháy cả cánh đồng, ta không tin tất cả xác chết ở đây đều là quỷ. Chỉ cần không phải quỷ thật, những xác chết này sẽ là nhiên liệu tốt nhất cho lửa bùng cháy. Dương Gian nghiêng đầu nhìn chằm chằm cảnh này, hắn yên lặng chờ đợi khoảnh khắc ngọn lửa cháy lên. Nhưng ta chỉ bị mới bị quỷ tập kích đã không cách nào động đậy, ta không thể luôn nằm ở đây, nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục hành động. Giây sau, Dương Gian động não muốn khôi phục hành động. Nhưng mà lần này bị bẻ gãy cổ khác hoàn toàn với lần trước bị bẻ cổ. Lần đầu tiên bị quỷ bẻ cổ cơ thể của Dương Gian còn có thể động, nhưng lần này không hiểu sao chẳng thể nhúc nhích. Quỷ bóng cũng chìm trong tĩnh lặng, không thể khống chế, chỉ còn lại một cái đầu giữ ý thức tỉnh táo. Cảnh này khiến Dương Gian nghĩ đến ngày xưa bị kéo quỷ cắt đầu xuống. Nhưng lúc ấy quỷ bóng thức tỉnh, tự mình hành động, còn lúc này thì quỷ bóng yên lặng, tức là quỷ tấn công một lần khiến tất cả linh dị trong cơ thể của ta đều yên tĩnh, quả thực giống như là bị dao dựa tách rời. Mắt Dương Gian lấp lóe, hắn định khởi động lại. Nhưng một phần quỷ nhãn cũng yên tĩnh, hắn không cách nào mở ra 70% quỷ vực để khởi động lại bản thân. Bất quá linh dị của quỷ hồ vẫn còn, hiện giờ thân thể của Dương Gian lại trở nên ướt sũng. Chỉ có thể dùng linh dị của quỷ hồ đối kháng ác quỷ tầng 3 tập kích, quả nhiên, linh dị cấp S mới có thể phát huy tác dụng. Quỷ bóng đối diện quỷ cấp bậc cỡ này thì còn hơi kém, dù sao quỷ bóng chỉ là bóng dáng một con ác quỷ, cũng không hoàn chỉnh. Hắn dần dần ý thức được chính mình hiện tại có thể dựa vào là quỷ hồ mà mình không cách nào hoàn toàn điều khiển. Nước của quỷ hồ thấm ướt người, Dương Gian cảm nhận loại cảm giác hoàn toàn mất đi thân thể đang dần dần tiêu tan. Nhưng tốc độ tan biến hơi chậm, giống như vết thương chữa lành vậy, miệng vết thương từ từ khép lại. Nhưng hình thế không đợi người. Giây phút này, Dương Gian trông thấy một lũ ánh lửa bùng lên giữa đống xác chết ở bên cạnh. Đó là vị trí khúc xương cháy đen lúc trước lăn xuống. Ánh lửa từ nhỏ biến lớn, tốc độ ban đầu rất chậm, nhưng tùy theo ngọn lửa dần dần biến lớn, tốc độ mở rộng cũng càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, kế hoạch lúc trước của Dương Gian thành công, hắn đốt cháy đống xác chết ở tầng 3. Nhưng gay go là Dương Gian cách chỗ cháy rất gần, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì rất có thể hắn chưa kịp khôi phục hành động đã bị lửa mở rộng đốt tới chết. Có kịp không? Cơ mặt Dương Gian nhúc nhích, hiện tại hắn không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này phát sinh. Ngọn lửa giờ phút này đã hoàn toàn lan tràn trên đống xác chết, xác ở gần đó bị đốt phát ra tiếng xèo xèo. Trong không khí tràn ngập mùi hôi của vật cháy khét, lửa cháy rất lớn, linh dị cũng mạnh hơn, mà linh dị càng mạnh thì tốc độ thiêu đốt càng đáng sợ. Giờ phút này ngọn lửa như quả cầu tuyết lăn, đã có nguy hiểm mất kiểm soát. Dù là ác quỷ tầng 3 cũng không cách nào dập tắt biển lửa như vậy. Phải chờ xác chết ở tầng này bị đốt sạch, linh dị thiếu vật trung gian để khuếch tán, lửa bình ổn xuống thì mọi thứ mới trở lại như ban đầu. Cùng lúc đó, một chuyện khác phát sinh. Gần cửa thang máy tầng 3, một bộ thang máy linh dị phát sáng đèn, đột nhiên trở lại nơi này. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra đã bị xác chết chất thành đống chặn đường. Sau một thoáng bình ổn, đống xác bị dọn sạch. Có người từ trong xác chết chặn thang máy bò ra ngoài. Là 5 người Hương Lan, An Nam, Chu Kiến. Đây là tình huống ở tầng 3 sao. Xác chết chồng chất như núi, chặn cả thang máy. Nếu như bị quỷ theo dõi, chúng ta sẽ chết rất thảm.
Chu Kiến cau mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn đứng trên xác chết chất đống, cảm giác tim đập chân run. Nhưng rất nhanh, hắn bị ánh lửa hấp dẫn. Trong xác chết ở gần đó có một đoàn lửa thiêu đốt xác chết, đang không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Là Dương Gian, ta nhìn thấy người kia, hắn nằm ở nơi đó. Ánh lửa mang đến tia sáng, Đồng Ngọc Lan lập tức phát hiện ra Dương Gian nằm trong xác chết. Dương Gian quá nổi bật, bởi vì hắn khác hẳn các xác chết. A Nam đưa ra suy đoán, hình như hắn không thể nhúc nhích, đã bị quỷ tấn công sao? Lửa rất nhanh sẽ lan tràn đến trên người của hắn, khiến hắn bị thiêu chết ở chỗ này cũng tốt, tránh cho đến lúc đó thêm rắc rối cho chúng ta. Chu Kiến sắc mặt bình tĩnh nói, nói đúng, người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ cùng Dương Gian hiện tại là địch không phải bạn, hai bên có xung đột và mâu thuẫn không thể giải hòa. Tuy rằng bọn họ không muốn đánh với Dương Gian, nhưng cũng vui vẻ nhìn hắn chết trong linh dị tầng 3. Không, không đúng. Hương Lan quan sát tình huống xung quanh là Dương Gian thả ngọn. Lửa này, hắn muốn đốt cháy hết xác chết ở tầng 3, sau đó tìm ra cánh cửa giấu trong này. Đây là cách làm rất cực đoan, nhưng rõ ràng hắn đã thành công. Chúng ta không thể ở tầng 3, cần tạm thời rút lui, nếu không ngọn lửa mất kiểm soát này sẽ đốt chết chúng ta luôn. Hả? Người khác nghe lời này liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ cho rằng Dương Gian đến tầng 3 là tìm lối ra, không ngờ hắn đến đây để thả lửa đốt xác. Trở lại, Chu Kiến hành động rất nhanh, lập tức xoay người tính bỏ chạy. Nhưng mà giây sau, hắn dừng bước chân. Thang máy ở sau lưng đã biến mất. Thang máy linh dị không vâng theo sự điều khiển của bọn họ, sẽ không chờ mãi ở tầng 3. Sơ ý, Chu Kiến sắc mặt rất khó xem. Tiếp tục ấn thang máy, lửa không đốt tới chỗ này nhanh như vậy. A Nam quay về nhấn nút thang máy. Nhưng thang máy vừa đi, sẽ không trở lại nhanh như vậy, giống như tình huống lúc trước nhóm người Dương Gian đã gặp. Hương Lan ra hiệu mọi người yên lặng, các ngươi hãy im lặng đã, xung quanh có động tĩnh. Bọn họ lập tức dừng nói chuyện, lắng tai nghe ngóng. Từng tiếng khóc không biết phát ra từ bên dưới chỗ xác chết nào, tiếng khóc quanh quẩn ở tầng 3. Rất nhanh, tiếng khóc chồng lên nhau, khiến âm thanh càng lúc càng lớn. Có người khóc, Chu Kiến định tìm hướng phát ra âm thanh, nhưng không cách nào khóa chặt. Tiếng khóc đến từ bốn phương tám hướng, không cách nào khóa chặt ngọn nguồn. Là quỷ trong tầng 3 sao? A Nam nhỏ giọng hỏi. Đồng Ngọc Lan nói, ta cảm thấy không phải, ta cho rằng đó là linh dị do người tên Đồng Thiến ở bên cạnh Dương Gian làm ra. Hắn có ba khuôn mặt, trong đó một, hai mặt là khóc, đương nhiên cũng không bài trừ người tên Đồng Thiến đã chết. Vì nàng từng gặp Đồng Thiến nên có thể đưa ra một ít phân tích tình báo. Còn chưa đợi người khác nói chuyện, lúc này, trong đống xác chết gần đó, một cái xác bị hất văng ra. Đồng Thiến cực kỳ gian nan bò ra từ đống xác. Hắn thở, dốc, cuối cùng là thoát khốn. Quả nhiên là Đồng Thiến bên cạnh Dương Gian, làm sao bây giờ? Có muốn xử lý hắn không? Giết mấy người đó thì không ai ngăn cản chúng ta tìm lối ra. Chu Kiến liếc qua Hương Lan. Mấy người khác trầm mặc suy tư, cũng đang suy xét có nên thừa dịp nhóm Dương Gian liều mạng hai bên cùng tổn thương nặng với ác quỷ thì bỏ đá xuống giếng. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2562, tập kích của mấy người một. Ai đều nhìn ra, nhóm Dương Gian chịu thiệt trong quá trình đối kháng ác quỷ tầng 3, giờ phút này không chỉ Dương Gian nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Đồng Thiến ở bên cạnh cũng mới bò ra từ đống xác, ngoài ra Lý Dương dường như còn trong trạng thái mất tích, xung quanh cũng không có bóng dáng của hắn. Tình huống như vậy dù là ai xem đều sẽ động lòng. Mấy người nhóm Hương Lan lấy lại ký ức trước kia, tâm trạng không còn là của người mới nữa, cho nên rất rõ ràng cơ hội trước mắt vô cùng hiếm có. Cùng nhau ra tay, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, không thể xử lý bọn họ thì có lẽ bọn họ sẽ buông bỏ đối kháng ác quỷ, chuyển sang đối phó chúng ta, đến lúc đó tình huống có lẽ sẽ trở nên càng không tốt. Hiện tại chúng ta mà ra tay trợ giúp bọn họ có lẽ sẽ có khả năng lại hợp tác, khi ấy hai nhóm cùng hợp sức. Vừa có thể đối kháng quỷ ở tầng 3 vừa có thể thuận lợi tìm được cánh cửa kia. Vương Can Toàn đứng một bên hơi yên lặng nói ra kiến giải của mình. Vương Can Toàn không chủ trương bỏ đá xuống giếng, nghiêng hướng hợp tác cùng thắng hơn. Bởi vì hắn cứ cảm thấy lựa chọn ra tay là một quyết định sai lầm,
người tên Dương Gian không đơn giản như vậy. Hơn nữa hai bên xung đột cũng không phải không thể điều hòa, kẻ địch chung của bọn họ nên là ác quỷ ở đây chứ không phải tự đánh với nhau. Bọn họ cùng chúng ta, không phải một loại người, cứu bọn họ đến lúc đó không chừng quay lại đối phó chúng ta, có khi con người độc ác hơn ác quỷ nhiều. Ta cảm thấy hẳn là xử lý bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng, hiện tại xác chết ở đây đã bị đốt cháy. Lửa trở nên lớn, chỉ còn mỗi việc tìm vị trí cánh cửa, hợp tác với bọn họ không có tác dụng quá lớn. Chu Kiến cũng biểu lộ thái độ, muốn ra tay giải quyết Đồng Thiến. A Nam, Đồng Ngọc Lan, ý tưởng của các ngươi là gì? Hương Lan giờ phút này sắc mặt hờ hững liếc qua hai người. A Nam mắt lấp lóe, dọc đường đi hắn đã nghe Đồng Ngọc Lan nói lần trước sống lại rất có thể là do hắn chết trong tay Dương Gian. Tuy rằng lần này sống lại hắn và Dương Gian không quen biết, nhưng sau khi nghe kể chuyện mình đã chết một lần khiến A Nam cực kỳ cảnh giác với người tên Dương Gian. Lúc này không thể mềm lòng nhẹ tay, ta kiến nghị ra tay, xử lý những người này, tiếp đó tìm ra vị trí cánh cửa rồi cùng nhau rời khỏi nơi này. Chu Kiến nói đúng, lỡ như chúng ta giúp bọn họ rồi cuối cùng bị họ quay ngược mũi giáo thì không tốt. Đồng Ngọc Lan nghiêm túc nói, tuy rằng ta cảm thấy ra tay không phải một chuyện tốt, nhưng nhóm người đó quả thực là rất nguy hiểm, chúng ta không có quyền lên tiếng khi ở trước mặt họ. Hiện tại trạng thái của bọn họ rất kém, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết để ý bọn họ, lo làm tốt chuyện của mình là được. Dù sao quỷ tầng 3 còn đây, tùy thời đều có thể theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta lãng phí thời gian vào chuyện khác rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiển nhiên Đồng Ngọc Lan giữ thái độ trung lập, nhưng đây cũng là một lựa chọn không tệ. Hương Lan mắt lấp lóe. Hiện tại A Nam cùng Chu Kiến kiến nghị ra tay, Vương Can Toàn thì muốn ra tay giúp đỡ. Lựa chọn của Đồng Ngọc Lan là mắt lạnh bàng quan. Ý tưởng của mọi người khác nhau, đều có phán đoán riêng. Cho nên giờ phút này quyết định của Hương Lan rất trọng yếu. Không có thời gian, không thể suy nghĩ nhiều, nhất định phải cố gắng nhanh chóng quyết định. Chu Kiến nhỏ giọng nói, mắt thường liếc về phía Đồng Thiến. Đồng Thiến đang đứng trên đống xác chết, quan sát tình huống xung quanh, cũng chú ý thấy sự xuất hiện của nhóm người Hương Lan, nhưng hắn lờ đi, nhìn về phía Dương Gian ở cạnh đống lửa. Xảy ra vấn đề, Đồng Thiến thay đổi sắc mặt, lập tức chạy tới chỗ Dương Gian. Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng ánh lửa đốt cháy xác chết kia cực kỳ đáng sợ. Nếu Dương Gian không thể kịp thời rời xa, một khi bị ánh lửa cuốn vào rất có thể sẽ bị đốt chết. Nên điều Đồng Thiến cần làm bây giờ là mang theo Dương Gian nằm ở nơi đó không nhúc nhích cách xa đống lửa. Chu Kiến nói, đối phương đã hành động, hắn muốn đi cứu Dương Gian kia, nếu không ra quyết định thì không kịp nữa. Tuyệt đối không thể để Dương Gian được cứu, nếu không nơi này sẽ do hắn tự quyết định. A Nam lập tức nói, hắn rất rõ ràng sức nặng của Dương Gian. Hành động của Đồng Thiến tạo áp lực cho bọn họ, khiến bọn họ không có thời gian do dự và suy nghĩ. Hương Lan lập tức nói, ngăn lại hắn. Lời này thốt ra, rõ ràng Hương Lan lựa chọn đứng về phía A Nam và Chu Kiến, quyết định xử lý nhóm Dương Gian. Tuy trước đó Hương Lan được Dương Gian cứu nhưng cũng không quên sự cứng rắn của hắn. Người này mà khôi phục lại thì bọn họ sẽ phải tùy ý đối phương bài bố. Vậy mới đúng, 5 người chúng ta hợp sức chẳng lẽ sợ một mình đối phương sao? Chu Kiến lập tức nở nụ cười, hy vọng hết thảy thuận lợi. Hương Lan sắc mặt lạnh nhạt nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2563, tập kích của mấy người hai. Tuy Đồng Thiến biết đám người Hương Lan đang bàn bạc điều gì đó, nhưng không chú ý nhiều. Đối với hắn thì cứu Dương Gian ra trước mới là việc khẩn cấp trước, chuyện khác có thể tạm gác lại. Đương nhiên, hắn còn cần cảnh giác xung quanh có ác quỷ xuất hiện, quỷ vẫn không tập kích ta. Đồng Thiến hành động cũng không chậm, hắn rất nhanh liền đến gần Dương Gian, lửa đã bùng cháy dữ dội hơn. Xác chết xung quanh đều bị đốt cháy, ngay cả xác chết ở gần đó cũng bị ánh lửa hắt vào trở nên đỏ rực, giống như than đốt đỏ, rất nhanh liền có ngọn lửa phụt lên. Bóng tối trong tầng 3 đã bị xua tan. Ánh lửa hoàn toàn chiếu sáng nơi này, lửa với xu thế không thể ngăn trở nhanh chóng lan tràn xung quanh. Dương Gian ở bên cạnh ngọn lửa, thậm chí một bàn tay đã tiếp xúc với lửa, cánh tay bị đốt cháy. Điều duy nhất đáng mừng là thân thể của hắn chưa bị cháy, bởi vì toàn thân hắn ướt sũng, linh dị của quỷ hồ bảo hộ hắn. Dương Gian, ngươi không sao chứ,
Đồng Thiến chạy lại, không bị ảnh hưởng quá lớn. Lửa này có thể đốt linh dị, lấy xương trong xác chết làm củi dễ cháy, nhưng ảnh hưởng người sống rất nhỏ. Điểm này khác hẳn quỷ hỏa của Lý Quân, nếu không thì Đồng Thiến tùy tiện tới gần rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Hiện giờ đầu óc Dương Gian còn tỉnh táo, trông thấy Đồng Thiến đến gần thì nói, ta bị quỷ tập kích, thân thể mất khả năng hoạt động, nhưng đây chỉ là tạm thời, một lúc sau ta liền có thể khôi phục lại. Chẳng qua vị trí nằm của ta không được tốt, sắp bị lửa nuốt sống, ngươi hãy mang ta rời khỏi đây, ta rất nhanh sẽ khỏe lại. Dương Gian dựa vào linh dị của quỷ hồ chủ động xâm thực bản thân, định xóa bỏ ảnh hưởng của ác quỷ lúc nãy tấn công mình. Tuy rằng rất có hiệu quả, nhưng chính mình cách ánh lửa quá gần, linh dị của quỷ hồ bị quấy nhiễu, dẫn đến hiệu quả rất chậm. Không sao tốt rồi, nhưng ta không tìm được Lý Dương, không biết hắn có còn bị những xác chết này đè ở bên dưới không. Xem ra hành động lần này của chúng ta không thuận lợi, nhưng đây cũng là bình thường, quỷ ở tầng 3. Quá mức đáng sợ, có thể sống tiếp đã là may. Đồng Thiến gật đầu, trong lòng thở ra. Nhưng mà vào thời khắc này, quỷ nhãn của Dương Gian trông thấy một bóng dáng mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Đồng Thiến. Bóng dáng kia gần như hư ảo, bị ánh lửa chiếu sáng mới hiển lộ ra dấu vết. Hơn nữa giờ phút này bóng dáng mờ ảo kia lao thẳng về phía Đồng Thiến. Thứ đó tuyệt đối không phải ác quỷ tầng 3. Trong mắt Dương Gian đảo nhẹ, hắn ý thức được cái gì, lập tức nói, Đồng Thiến, cẩn thận sau lưng của ngươi. Cái gì? Đồng Thiến bản năng hơi quay đầu lại, một khuôn mặt khóc nhìn ra sau lưng. Nhưng Đồng Thiến không thấy bóng dáng hư ảo kia, ngược lại trông thấy một xác chết kỳ dị ở sau lưng. Đó là ác quỷ lúc trước đi ra khỏi phòng, đến hiện tại luôn theo sau lưng Đồng Thiến, mỗi khi hắn quay đầu liền có thể nhìn thấy thứ này. Bóng dáng hư ảo biến mất, Đồng Thiến dừng một chút, theo sau nét mặt bắt đầu trở nên hoảng hốt, lảo đảo ngã trên mặt đất, máu chảy trào ra từ lỗ mũi, lỗ tai. Là bị linh dị của người tấn công, ánh mắt của Dương Gian sâu thẳm, nhìn chằm chằm nhóm người ở gần đó. Thành công, giọng nói trầm thấp của Chu Kiến bay qua, Đồng Ngọc Lan hỏi, hắn chết rồi. Chu Kiến đáp, không chết, chỉ là hôn mê, tên này mới vừa quay đầu. Một quỷ diện chặn lại đa số linh dị tập kích, nếu không thì lúc này đã chết. Mấy con chuột rốt cuộc dám ra tay vào lúc này. Ánh mắt của Dương Gian âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vài người. Vài người nhìn về hướng Dương Gian, có mấy người trầm mặc. Ngươi không chết thì chúng ta không cách nào sống rời khỏi nơi này. Vì sống sót, ngươi đừng trách chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A Nam bước tới trước mấy bước, nhìn Dương Gian đang bị ánh lửa cắn nuốt. Giờ phút này ánh lửa đã nuốt chừng một cánh tay của Dương Gian, xác chết xung quanh cũng bốc cháy, dường như sắp nuốt sống hắn. Dương Gian nói, lựa chọn không tệ, đáng tiếc các ngươi chọn lầm đường, đã lúc này rồi mà ngươi còn mạnh miệng. Chu Kiến lạnh lùng nói, chính mình sắp bị đốt chết, ta không tin ngươi còn có thủ đoạn khác. Lúc nãy Chu Kiến quan sát Dương Gian, nếu tên này thật sự có thủ đoạn nào khác thì đã sớm dùng, cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Tối đa mười mấy giây nữa hắn sẽ bị lửa hoàn toàn nuốt sống. Nét mặt Đồng Ngọc Lan hơi thay đổi nói, nhưng bên đối phương còn có một người tên Lý Dương chưa xuất hiện, chúng ta phải cảnh giác. A Nam nói, đã quá muộn, Lý Dương xuất hiện cũng không cứu được hắn, chúng ta chỉ cần hơi ngăn trở là được. Xem ra quyết sách của chúng ta là đúng, đây là cơ hội tốt nhất đối phó những người này, nếu bỏ lỡ, để hắn lấy lại sức thì kết cục của chúng ta sẽ cực kỳ tồi tệ. Tệ đến mức nào chứ? Cùng lắm thì đánh một trận, chúng ta không chết được, dù chết cũng có thể sống lại, mà bọn họ đã chết là chết thật. Chu Kiến không cho là đúng nói. Tuy nói vậy nhưng Chu Kiến không thả lỏng tính cảnh giác, đồng bạn cũng chú ý động tĩnh xung quanh, không muốn phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Dương Gian bị đốt chết mới có thể yên lòng, mới dám làm hành động kế tiếp. Sắc mặt Dương Gian âm u không nói lời nào, thân thể của hắn giờ phút này bắt đầu nhanh chóng biến đỏ rực. Sau đó lửa cháy lên, sắp bị đốt. Nhưng một cánh tay khác ướt sũng, giống như mới rút khỏi nước, thậm chí nhỏ giọt nước. Trong hoàn cảnh này, tốc độ quỷ hồ xâm thực toàn thân không đủ nhanh, cứ thế này thì khó mà xâm thực một phần tứ chi. Giây sau, một cánh tay khác của Dương Gian nhích nhẹ, khôi phục năng lực hành động, linh dị của quỷ thủ phục hồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2564,
bàn tay cháy khét một. Lúc này đám người Hương Lan bắt lấy cơ hội ngăn cản Đồng Thiến cứu Dương Gian, bọn họ hy vọng đám lửa này chẳng những xua tan linh dị ở đây, cũng hy vọng đốt chết nhóm người Dương Gian tại đây. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể yên tâm đi tìm kiếm cánh cửa kia, tiếp đó trốn chạy chỗ quỷ quái này. Kế hoạch quả thực rất thành công. Đồng Thiến bị linh dị tập kích, ngất đi. Đây là điểm yếu của Đồng Thiến, hắn không phải dị loại, rất khó ngăn cản tấn công kiểu này. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là hắn không ngờ người ở sau lưng đột nhiên ra tay. Hương Lan, An Nam, Đồng Ngọc Lan, Vương Can Toàn và Chu Kiến đứng ở gần đó nhìn chằm chằm Dương Gian ở cạnh lửa. Bọn họ còn đang cảnh giác, không muốn bất cứ ngoài ý muốn xuất hiện, nhất định phải thấy tận mắt Dương Gian bị đốt chết mới có thể yên tâm. Chu Kiến tỏ vẻ đã nắm mọi thứ trong tay, hắn không còn bao nhiêu thời gian, lửa đã đốt nửa người của hắn, xác chết xung quanh cũng bị đốt cháy. Dù người tên Lý Dương kia đột nhiên xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì, năm người chúng ta dư sức ngăn lại một mình hắn. Đã đến phút mấu chốt, Chu Kiến không tin đối phương còn có cơ hội lật ngược tình thế. Còn phải cẩn thận quỷ ở đây, quỷ tầng 3 không xuất hiện, rất có thể núp trong xác chết chồng chất như núi này. Đồng Ngọc Lan nhắc nhở, hy vọng người khác không cần quên một nguy hiểm khác. Chu Kiến lạnh lùng cười, có lẽ vừa rồi Dương Gian đụng độ quỷ, dẫn đến lưỡng bại câu thương cho nên mới khiến chúng ta hôi của. Kỳ lạ, Vương Can Toàn cau mày nói nhỏ, hình như Dương Gian kia nhích nhẹ. An Nam nói, hơn phân nửa là bị lửa đốt nên co giật thôi. Thật không? Vương Can Toàn vẫn thấy hoài nghi. Giây sau, Dương Gian vốn nằm ở nơi đó không nhúc nhích đột nhiên lắc người, chìm xuống một khúc rồi rơi hẳn xuống, lọt thỏm trong khe hở đống xác chết, biến mất ở trước mắt người khác. Mất tiêu rồi. Trông thấy cảnh này, bọn họ ngây ra một lúc. An Nam lên tiếng, là do xác chết xung quanh bị đốt, cháy nên vị trí đó bị sạt lún, Dương Gian cũng chìm xuống luôn. Nhưng đồng bạn không đáp lại, tuy An Nam đưa ra giả thiết có thể tồn tại, nhưng cũng có khả năng là ngoài ý muốn. Đồng Ngọc Lan nói, có khi nào là bị người tên Lý Dương cứu đi không? Có lẽ Lý Dương núp dưới những xác chết này. Chu Kiến nhìn thoáng qua, có khả năng này, nhưng ta cảm thấy không lớn, ánh lửa kia rất đáng sợ. Chúng ta đứng ở đây đều có cảm giác bị phỏng, vừa rồi Dương Gian cách gần như vậy, nếu là tùy tiện tới gần thì không chừng sẽ bị bắt lửa. Chu Kiến còn chưa nói xong, Đồng Thiến ngất xỉu ở gần đó lại chìm xuống, cũng rơi vào trong đống xác chết. Hả? Người khác nhìn thấy cảnh này lập tức ý thức được không ổn. Vương Can Toàn khẽ quát, có vấn đề, Dương Gian kia không bị lửa đốt chết, hắn rất có thể đã thoát khốn, đều cẩn thận một chút. Trong tình huống này còn có thể thoát khốn. Lừa ai? Chu Kiến sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Mọi người cũng khẩn trương lên, bọn họ nhìn quanh bốn phía. Nhưng nơi này cực kỳ bình tĩnh, tử thi ở dưới đất không chút động tĩnh, chỉ là lửa gần đó cháy càng dữ dội, đã mở rộng ra một mét, nuốt chửng vị trí Dương Gian vừa nằm. Bỗng có một bàn tay người chết đen thui cứng ngắc mà tỏa mùi hôi khét thò ra từ vô số xác chết, chộp lấy mắt cá chân của Đồng Ngọc Lan. Đồng Ngọc Lan bỗng chốc cảm giác linh dị trong cơ thể bị áp chế, lực lượng to lớn kéo nàng không ngừng chìm xuống. Ta bị tập kích, giúp ta với. Nàng lập tức lựa chọn kêu cứu. Đồng Ngọc Lan không đối kháng nổi với đòn tập kích như vậy. Đã nhằm vào Đồng Ngọc Lan sao? Mấy người Chu Kiến, An Nam giật nảy mình, lập tức muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng Đồng Ngọc Lan thoáng chốc rơi vào trong xác chết ở dưới đất, giây lát biến mất trước mắt mọi người. Linh dị tập kích nối gót mà tới, nhưng xung quanh chỉ có xác chết, bọn họ ra tay. Thất bại, đánh hụt. Cứu viện thất bại khiến Chu Kiến không kiềm được chửi ầm lên. Chết tiệt. Hương Lan mặt không cảm xúc nói, không phải quỷ ở tầng 3, là Dương Gian làm, bàn tay kia có dấu vết cháy khét, lúc nãy Dương Gian nằm ở nơi đó rõ ràng một bàn tay khác cũng có vết cháy khét. Hắn ra tay với chúng ta, chuẩn bị trả thù lại. Như vậy mà cũng bị tên này trở mình được, đùa gì vậy? Chu Kiến nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Gian đâu. Chỉ có thể suy đoán Dương Gian núp trong đống xác chết. Nhưng đối diện những xác chết này, Chu Kiến không thể lật từng cái xác ra để tìm, chẳng khác nào biển rộng tìm kim. Sắc mặt Vương Can Toàn khó coi nói, Dương Gian này giữ thực lực rất đáng sợ, nếu không đã chẳng dám đối kháng với quỷ trên tầng 3, mới nãy chúng ta chỉ hôi của. Nay xem ra hôi của cũng phải trả giá đắt, hiện giờ xé rách mặt,
hoặc là chúng ta ở đây xử lý hắn, hoặc là chúng ta hôm nay bị hắn giết chết. Hắn xuống tay với Đổng Ngọc Lan trước đã nói lên có lòng trả thù rất mạnh. A Nam hỏi, tại sao vậy? Chẳng phải nên ra tay với Chu Kiến và ta trước sao? Vương Can Toàn đáp, bởi vì trước đó Đổng Ngọc Lan và ta đã tiếp xúc với Dương Gian, tuy hắn có ma sát với chúng ta nhưng không ra tay hại chúng ta, nếu không thì chúng ta không thể sống đến hiện tại. Vì vậy hắn cho rằng lần trước bỏ qua chúng ta, hiện tại chúng ta bỏ đá xuống giếng là đáng hận nhất. Những người khác nghe vậy thầm rùng mình, thì ra là như vậy. Cụ khụ, không phức tạp như thế. Chợt có tiếng ho khan, từ đống xác chết gần đó không biết khi nào đột nhiên có một bóng người đứng sừng sững. Người kia toàn thân cháy đen, mắt đỏ tươi, giống như ác quỷ trong địa ngục, khiến người không rét mà run. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2565, bàn tay cháy khét 2. Ta, giết ả trước chỉ vì ả dễ giết hơn, vậy thôi. Hiện giờ Dương Gian mặc dù thân thể cứng ngắc, nhưng trong tay hắn lại xách một người, nói đúng hơn là bó cổ một người. Bàn tay cháy đen âm u lạnh lẽo gần như siết chặt cần cổ của người này, loáng thoáng nghe tiếng xương vỡ vụn liên tiếp. Chu Kiến lập tức quát to, thả nàng ra. Chu Kiến thấy rõ người bị Dương Gian cầm trong tay chính là Đổng Ngọc Lan vừa biến mất. Giờ phút này khuôn mặt Đổng Ngọc Lan vặn vẹo, thống khổ vô cùng, nàng còn chưa chết, nhưng mà lại không cách nào phản kháng, muốn nhúc nhích cũng không được. Dương Gian đứng ở phương xa, con mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Kiến, các ngươi khống chế một ít sức mạnh linh dị, có được chút bản lĩnh sống sót, nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ, thế giới bên ngoài không đơn giản như các ngươi nghĩ. Chúng ta ở đây không ngừng chết đi, không ngừng sống lại vô số lần, làm sao có thể không sánh bằng ngươi. Chu Kiến không tin Dương Gian thật sự mạnh như vậy. Các ngươi không ngừng sống lại, có vô số lần cơ hội, ta cũng chỉ có một lần cơ hội. Các ngươi là bởi vì cơ hội quá nhiều cho nên mới đi lầm đường, nếu không hiện tại đã sớm lật tung khách sạn Grand Caesar, chạy khỏi nơi này. Một đám người không thể điều khiển được vận mệnh của mình mà dám ra tay với ta, ta một bàn tay cũng có thể giết sạch các ngươi. Dương Gian nói xong, bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Đổng Ngọc Lan không có dãy giụa đã bị bẻ gãy cổ. Hơn nữa kỳ dị là cổ của Đổng Ngọc Lan trở nên đỏ rực, bốc khói, rúm lửa bốc lên. Xác chết bị đốt cháy. Dương Gian sắc mặt như thường, tùy tay ném xác chết bốc cháy ra ngoài. Lửa không tắt, lấy xác chết của Đổng Ngọc Lan làm nhiên liệu cháy hừng hực, còn có xu thế lan tràn ra xung quanh. Tên này lại trưởng thành, hắn chiếm được linh dị trong lò lửa kia. Chu Kiến con người co rút, Dương Gian không nói lời nào. Hắn biết chính mình không khống chế được lửa linh dị trong lò lửa, mà do quỷ thủ bị đốt, không ngừng cháy, cho nên loại linh dị này là trong trạng thái mất kiểm soát. Nếu lửa này không tắt thì không chừng toàn thân hắn sẽ tự cháy mà chết. Nhưng trong tình huống này, quỷ thủ có năng lực đốt xác chết, về mặt lý luận là biến mạnh. Thân thể đa số vẫn trong trạng thái không thể nhúc nhích, cộng thêm quỷ thủ đang đốt cháy, tình huống tồi tệ hơn mình nghĩ. Hiện giờ Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, trong tình huống này nếu ta lại bị quỷ ở tầng 3 tập kích một lần e rằng sẽ hoàn toàn nằm liệt tại đây. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là giải quyết mấy người còn lại này, bọn chúng không chết thì không thể tiếp tục hành động. Dương Gian lập tức theo dõi Chu Kiến. Tuy rằng không biết sau khi tên này sống lại tại sao có thể lập tức khống chế sức mạnh linh dị, nhưng điều đó không quan trọng. Chu Kiến có thể khống chế sức mạnh linh dị ít nhất chưa đủ cấu thành uy hiếp cho Dương Gian. Mục tiêu tiếp theo là ta sao? Chu Kiến cũng cảm giác được chính mình bị theo dõi. Cơ hồ không có do dự, hắn lựa chọn ra tay. Sau lưng Chu Kiến, một bóng dáng ác quỷ vô hình đột nhiên chạy ra, lao thẳng về phía Dương Gian. Khi Chu Kiến ra tay thì hắn cũng cảm giác được trong thân thể có gì đó kỳ lạ. Cơn đau ập đến khiến Chu Kiến không kiềm được ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy trong thân thể có lửa đang đốt trong người, cũng có cái gì đang khuấy động. Quẹ. Chu Kiến há mồm phun ra, một bàn tay cháy đen bóp cổ họng của hắn, bóp chặt miệng hắn, khói đặc tuôn ra, thân thể của hắn bắt đầu bốc lửa. Dương Gian đối diện bóng dáng ác quỷ xông đến, hắn không tránh né mà cứng rắn chịu đựng, nhưng hắn không ngã xuống, linh dị tấn công mức độ này không giết được hắn. Chu Kiến thua, hắn sắp chết. Hương Lan nói, A Nam thấy vậy lập tức vọt ra, hắn bắt lấy Chu Kiến rồi kéo mạnh ra sau.
Cánh tay của Chu Kiến bị cứng rắn kéo dài, đứt lìa, bao gồm bàn tay. Trái đen cũng bị kéo ra khỏi người. Nhưng nguy cơ vẫn còn đó, ngọn lửa trên người Chu Kiến không tắt, ngược lại dần mở rộng ra. Chu Kiến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Gian, tại sao ngươi không bị gì? Cùng là tấn công nhau, tại sao chính mình suýt chết mà đối phương vẫn lành lặn? Với cấp độ hiện tại của ngươi không hiểu nổi sự tồn tại của dị loại, có lẽ Hương Lan sẽ hiểu một chút. Dương Gian thờ ơ. Hương Lan nhìn chằm chằm Dương Gian, chậm rãi nói, có lẽ tên này đã không phải người, đã không khác gì quỷ, cho nên linh dị của ngươi không giết chết hắn. Làm sao có thể? A Nam rất khiếp sợ. Người khống chế sức mạnh linh dị mới hiểu được sức mạnh linh dị nguy hiểm đến mức nào, sơ sẩy một cái là sẽ bị linh dị xâm thực trở thành một người chết. Muốn trở thành quỷ thật mà không bị linh dị xâm thực quả thực là điều không thể nào làm được, bởi vì sức mạnh linh dị vốn là quỷ. Nhưng trạng thái hiện giờ của hắn không quá tốt, cùng nhau ra tay, không cần do dự, nếu không thì chúng ta sống không nổi. Hương Lan nghiêm túc nói, Vương Can Toàn và A Nam còn lại đều thay đổi sắc mặt. Chỉ chốc lát đã hao tổn hai người, ba người hợp sức thật sự có thể đối phó Dương Gian này sao? Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2566, tồn tại không thể chiến thắng một. Dù hiện tại Dương Gian chỉ có thể hoạt động một bàn tay, hắn vẫn dư sức xử lý đám người này. Bởi vì hắn là dị loại, không thể bị giết dễ dàng, đám người kia thì khác, tuy bọn họ khống chế sức mạnh linh dị, nhưng bản thân rất yếu ớt, bất cứ linh dị tập kích đều sẽ cướp đi mạng sống của họ. Huống chi đòn tấn công của Dương Gian không đơn giản. Quỷ thủ bị lò lửa đốt giờ phút này chẳng những có thể xâm nhập vào người bọn họ, còn có thể đốt cháy thân thể họ. Lửa có thể thiêu đốt linh dị chắc chắn là khắc tinh của bọn họ. Đương nhiên, lửa này cũng khắc chế Dương Gian hiện tại. Nhưng Dương Gian khống chế linh dị của quỷ hồ triệt tiêu lẫn nhau mới không làm lửa trên quỷ thủ lan tràn sang chỗ khác. Tuy lửa này chỉ lấy xương làm nhiên liệu, nhưng lửa khuếch tán ra thì máu thịt, da, mỡ trên người cũng sẽ bị đốt cháy. Nhưng quỷ không thể bị giết, quỷ bị đốt sẽ trở thành vật dẫn của ngọn lửa này, trợ giúp lửa khuếch tán, giống như là mảnh ghép loại khác vậy. Dương Gian nhìn thoáng qua bàn tay cháy đen, quỷ thủ vẫn còn có thể nhúc nhích, lửa đang cháy, hai loại linh dị giống như phù hợp với nhau, hình thành một bàn tay càng khủng bố. Cùng lúc đó, Hương Lan, A Nam cùng với Vương Can Toàn, ba người dẫm lên xác chết tản ra, chậm rãi đến gần Dương Gian. Bọn họ đã sẵn sàng ra tay, định hợp sức giết chết Dương Gian tại đây. Chu Kiến còn sống, nhưng trên cơ bản đã phế. Tuy rằng A Nam kéo quỷ thủ ra khỏi người giúp Chu Kiến, nhưng thân thể tàn khuyết vẫn bị lửa kỳ dị bao phủ, giờ phút này đang đốt cháy. Chu Kiến rất thống khổ, đang kêu gào, thậm chí đã không cách nào giữ tỉnh táo. Nhưng lúc này không ai bận tâm tới Chu Kiến, còn muốn ra tay. Thân thể Dương Gian cứng ngắc tại chỗ, không cách nào động đậy, hắn có thể đứng lên hoàn toàn là dựa vào quỷ thủ làm chống đỡ. Các bàn tay quỷ cầm hai chân của Dương Gian, chống đỡ hắn đứng thẳng không ngã. Đã đến mức này, chúng ta cũng không có đường lựa chọn, cho dù chúng ta dừng tay ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đúng chứ? Hương Lan mặt không cảm xúc nói. Dương Gian nói, lúc trước vốn không nên bỏ qua các ngươi, ta đã sớm nghĩ ra mấy người bị nguyền rủa kẹt lại ở khách sạn Grand Caesar sớm muộn gì là một tai họa ngầm. Chẳng qua con người của ta có tính nguyên tắc, đối với người không trực tiếp uy hiếp đến ta thì đều sẽ cho một cơ hội, đáng tiếc các ngươi không bắt lấy cơ hội này. Vẻ mặt A Nam nghiêm túc nói, chúng ta có vô số cơ hội thử lỗi, dù ngươi giết hết chúng ta, qua vài năm thì năm người chúng ta vẫn sẽ tụ hợp lại, sẽ tiếp tục tìm đường ra. Nhưng chỉ riêng mình lần này chúng ta không muốn bỏ qua. Dương Gian lạnh lùng nói, sẽ không có cơ hội này, các ngươi đã gặp nguyền rủa, nương tựa nguyền rủa sống sót. Vĩnh viễn không cách nào rời đi khách sạn Grand Caesar, dù tìm được lối ra các ngươi cũng không thể rời khỏi. Khoảnh khắc các ngươi ra chỗ này thì nguyền rủa sẽ mất hiệu lực, các ngươi sẽ chết, không rõ chân tướng mà cứ ở đây chống đối với ta. Không thể nào. A Nam con ngươi rút lại, lập tức phản bác lại. Vương Can Toàn ở bên cạnh thay đổi sắc mặt, lúc trước chưa trở mặt với Dương Gian thì hắn đã nghe ngôn luận như vậy. Nhưng lần này Dương Gian từ hành lang linh dị kia trở về dường như càng thêm kiên định suy đoán này. Xem bộ dạng Dương Gian đã biết được cái gì? Không thể nào.
Dương Gian lộ ra nụ cười lạnh băng, các ngươi chưa từng hoài nghi tại sao mỗi lần chính mình chết đi đều có thể sống lại sao? Chết rồi sống lại, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế, thứ gì dính líu linh dị đều có giá đắt, không ngừng sống lại giống như vậy sẽ phải trả giá càng lớn. Ta đã đi vào căn phòng sống lại mà các ngươi nói, các ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì trong phòng. Hương Lan nói nhanh, trạng thái của hắn không tốt, đang kéo dài thời gian, không cần tiếp tục nghe hắn nói nhảm, nhanh chóng cùng nhau ra tay. Không, nghe hắn nói xong, Vương Căn Toàn lại thái độ khác thường ngăn cản Hương Lan và A Nam. Chân tướng này rất trọng yếu, nếu hắn nói là thật thì hành động lần này của chúng ta sẽ vô ý nghĩa. A Nam nhíu mày, giờ phút này cũng không nói gì thêm. Các ngươi muốn biết chân tướng. Đáng tiếc, bây giờ ta không muốn nói, các ngươi ở trước mắt ta không xứng hiểu rõ tất cả điều này. Dương Gian mặt không cảm xúc nói, mấy người ngoan ngoãn ở đây không ngừng. Luân hồi đi, hy vọng các ngươi thật sự có một ngày có thể đi ra con đường trước giờ chưa từng có, phá vỡ nguyền rủa, điều khiển khách sạn Grand Caesar. Nhưng với tiềm lực của các ngươi thì cơ hội này gần bằng không, bị nhốt trong chỗ này mấy chục năm vẫn không làm gì ra hồn, phỏng chừng qua vài chục năm vẫn khó làm được. Đáng giận, A Nam không kiềm được nổi giận. Vương Căn Toàn trầm mặc, không xứng biết rõ chân tướng sao. Ngươi nói cũng đúng, bị nhốt mấy chục năm không bằng người ngoài như ngươi vào đây một chuyến, đúng là chúng ta rất thất bại. Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ có thể hành động theo như kế hoạch, dù sao chúng ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Giây phút này, ba người cùng nhau ra tay. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2567, tồn tại không thể chiến thắng 2. Trong tầng 3 yên tĩnh bỗng vang vọng một bài nhạc kỳ dị. Bài nhạc đó rất giống nguyên rủa của hộp bát âm, nhưng làn điệu hoàn toàn khác nhau. Nguyên rủa âm nhạc phải chết, khúc nhạc đó chắc là gửi trong dương cầm cũ kia mới đúng, lẽ ra ngươi không thể điều khiển. Mắt Dương Gian lấp lóe, nhìn thoáng qua Hương Lan. Âm nhạc này dường như chỉ nhằm vào một mình hắn, không ngừng vòng quanh hắn, không thể xua tan. Hương Lan nói, chuyện linh dị rất khó giải thích, ta bị quỷ tập kích mà vẫn sống sót đấy thôi. Lúc trước Hương Lan bị quỷ tập kích, suýt bị cướp thân thể, ở trong trạng thái chết nhưng chưa chết hẳn. Loại tình huống này khiến nàng chiếm được linh dị của ác quỷ, đồng thời cũng lấy ra một phần nguyền rủa âm nhạc. Cùng với tiếng nhạc vang lên, A Nam trở nên kỳ dị, da rẻ nháy mắt trở nên trắng bệch, đồng thời tay chân kỳ lạ kéo dài ra. Trong bộ dạng A Nam trở nên xa lạ mà lại khủng bố. Giây sau, hắn biến mất ở trong bóng tối, sau đó thân hình gầy guộc kỳ dị kia xuất hiện trong bóng tối bên cạnh Dương Gian. A Nam chộp lấy Dương Gian, định kéo hắn vào bóng tối. Kỳ dị là một bóng dáng hư ảo đung đưa trên người Dương Gian, giống như linh hồn sắp bị rút ra vậy, hơi giống cái móc kỳ dị mà câu hồn sứ Triệu Phong sử dụng lúc ở bưu cục. Không biết cái móc đó có liên quan gì với ác quỷ mà A Nam khống chế không? Khi Dương Gian nâng quỷ nhãn lên, bàn tay cháy đen bắt lấy A Nam, Dương Gian đứng vững vàng tại chỗ, không cách nào bị lay động. Có chút xíu linh dị mà muốn kéo mạng sống của ta đi. Ngươi đã quá xem trọng mình, về bản chất của đối kháng linh dị là cuộc giằng co giữa ác quỷ, ngươi không tưởng tượng nổi linh dị mà ta có thể khống chế đâu. Dương Gian nói xong vươn tay kéo mạnh. A Nam bị cứng rắn kéo ra bóng tối, những bàn tay cháy đen bám lên người hắn, hơn nữa thân thể đang dần khôi phục như cũ, dường như linh dị đang bị áp chế. A Nam phát ra tiếng hét thống khổ, làn da lại biến đỏ, những quỷ nhãn giống như sắt nung sắp đốt cháy người của hắn. Giây phút này, hắn trải qua kết cục như Chu Kiến. Ta có thể giết ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Dương Gian mặt không cảm xúc, thả cánh tay của A Nam ra, đổi sang bóp cổ. Răng rắc, không có bất cứ do dự, tiếng xương gãy giòn vang lên. Cổ của A Nam bị bẻ gãy, nhưng hắn còn chưa chết, vẫn đang thống khổ dãy giụa, bởi vì chỗ cần cổ trắng bệch, dài mảnh âm u lạnh lẽo. Đây không phải là thân thể của hắn, mà là ác quỷ thay thế một phần cơ thể của A Nam, giữ lại tính mạng của hắn. Nhưng linh dị xuất hiện ngược lại tăng tốc độ lửa đốt cháy, điều này khiến hắn càng thêm thống khổ. Rắc. Ngay lúc ấy vang lên một âm thanh như có cái gì vỡ ra. Giây sau, trên mặt Dương Gian xuất hiện một lỗ hổng sâu thẳm từ khuôn mặt xuống thân thể, vết rạn không ngừng to ra,
trông như hắn sắp tan nát. Ta không tin người thật, sự khó đối phó. Giờ phút này, Vương Can Toàn ra tay, hắn cầm một tấm gương nhỏ, trên gương phản chiếu ra bộ dạng của Dương Gian. Vương Can Toàn cố gắng gồng sức muốn bóp nát chiếc gương này. Trên gương xuất hiện vết dạn, hơn nữa trong hiện thực Dương Gian cũng có vết dạn. Chỉ cần gương hoàn toàn vỡ nát, Dương Gian cũng sẽ nát tan theo. Phương thức nguyền rủa giết người. Dương Gian phớt lờ vết dạn trên mặt, ngược lại nhìn về hướng Vương Can Toàn. Lúc trước khi ta lần thứ hai đi vào khách sạn Grand Seja từng đi qua một căn phòng, nghe bên trong có âm thanh đồ sứ vỡ vụn, âm thanh kia khá giống cái này của ngươi. Vương Can Toàn đáp, ta khống chế ác quỷ trong căn phòng đó. Thì ra là vậy. Dương Gian nói, nguyên rủa rất đáng sợ, ta đều bị ảnh hưởng, nhưng sức lực của ngươi dường như không đủ lớn, không bóp nát một tấm pha lê nổi. Mặt Vương Can Toàn âm u, không phải hắn không thể bóp nát mà từ pha lê truyền đến sức mạnh linh dị đối kháng. Loại phản ứng này nói cho Vương Can Toàn biết người hắn nguyền rủa rất đáng sợ, dữ còn hơn ác quỷ bình thường. Bởi vì ác quỷ bình thường không khó bóp nát như thế. Xem ra ngươi không sánh bằng quỷ thật, cũng có cực hạn. Dương Gian nhìn thấu sự lúng túng của Vương Can Toàn. Không phải nguyền rủa yếu, mà là chính Vương Can Toàn yếu. Rắc. Lại một vết dạn xuất hiện, nhưng không phải xuất hiện trên người Dương Gian mà là trên mặt Vương Can Toàn. Vương Can Toàn bị linh dị xâm thực, bản thân bắt đầu hứng lấy tác dụng phụ của nguyền rủa. Hương Lan, ngươi cũng đừng phát nhạc nữa, thứ này không giết được ta, ta nắm giữ một khúc nhạc nguyền rủa khác có thể triệt tiêu nguyền rủa phải chết của ngươi. Dương Gian nói xong, hé môi. Dương Gian không thốt lời nhưng có tiếng chuông kỳ dị phát ra từ trong bụng của hắn. Hai khúc nhạc mơ hồ hòa vào nhau giống như một bài nhạc giao hưởng. Nhưng rất nhanh, âm nhạc sản sinh đối kháng, hai khúc nhạc nhỏ dần cho đến biến mất. Nguyền rủa phải chết thất, bại. Hương Lan thay đổi sắc mặt nói, một khúc nhạc khác. Dương Gian hỏi, vậy là chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn sao? Nói xong, hắn tùy tay ném A Nam ra ngoài. Trên người A Nam bốc cháy, hắn dãy dụa kêu gào trong lửa. Tuy trông khá hoạt bát nhưng đối với người sống thì là chịu đựng khổ hình bị lửa đốt người. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì mời các ngươi đi chết đi. Dương Gian nâng lên quỷ nhãn cháy đen. Giờ phút này, trong thân thể của Hương Lan, Vương Can Toàn lập tức cảm thụ có dị vật xâm nhập, đau đớn kịch liệt truyền đến. Xem ra Dương Gian thật sự muốn dùng một bàn tay xử lý nhóm người này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2568, xác nam lại xuất hiện một. Trong tình huống này vẫn chưa thể xử lý hắn sao? Người này nếu trong trạng thái tốt thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Vương Can Toàn giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhìn bên kia A Nam gào thét trong lửa cháy và Chu Kiến đang yếu dần, nằm ở nơi đó dần dần biến thành một cái xác khét đen. Đã không cứu nổi hai người này, lửa đốt cháy bọn họ, không thể dập tắt, bị đốt chết cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Hơn nữa chính mình cùng Hương Lan cũng không khá hơn là bao. Vương Can Toàn đã cảm thụ được trong thân thể có dị vật xâm nhập, cực nóng, quặn đau, nếu không nghĩ cách thì bọn họ cũng sẽ rơi xuống kết cục tương tự. Bàn tay có thể xâm nhập trong thân thể người sống. Hương Lan nhìn chằm chằm Dương Gian, vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ đau đớn trong cơ thể. Hiện giờ thân thể của Dương Gian đã khôi phục nhiều, hắn có thể bước đi hơi cứng ngắc, xem ra ảnh hưởng bị ác quỷ tập kích đang yếu bớt. Đây là một tin tốt, ít nhất có thể chứng minh hắn còn là có thể chịu đựng tấn công của quỷ tầng 3, mặc dù phải trả bằng cái giá nhất định. Dương Gian chậm rãi bước tới, các ngươi không chịu, nổi quỷ nhãn tấn công vậy mà đòi giết ta. Quả thực là đang nằm mơ, nhưng hai ngươi không chỉ khống chế một con quỷ, còn có sức mạnh linh dị khác, nếu không muốn chết thì thử liều một phen đi, xem thử các ngươi có thể thành công hay không. Quỷ nhãn của Dương Gian lại mở ra, sau khi vượt qua giây phút không thể nhúc nhích thì khôi phục rất nhanh. Hương Lan im lặng một lúc, không cần, chúng ta đã thua, vừa rồi ra tay ta liền biết không thể thành công, nhưng chúng ta không có lựa chọn, bỏ qua cơ hội lần này thì không biết phải chờ bao lâu nữa. Nhưng chúng ta thua lần này còn có lần sau, vô số lần thất bại rồi sẽ có ngày chúng ta nhất định thành công. Vương Can Toàn, đi thôi, chúng ta đi để lại thông tin lần này. Hương Lan không muốn liều lĩnh nữa, quyết định rút lui, ghi lại thông tin quan trọng lần này, lót đường cho thành công lần sau.
Nhiều chỗ trên thân thể Vương Can Toàn đã trở nên đỏ rực, cảm giác sắp bốc cháy, nhưng hắn dựa vào sức mạnh linh dị trong người kéo dài thời gian cháy, cưỡng ép kéo dài mạng sống. Nhưng nếu tiếp tục liều lĩnh thì Vương Can Toàn và Hương Lan lập tức sẽ bị đốt chết. Đừng nói không thắng nổi Dương Gian, dù thắng thì hai người cũng không sống được bao lâu. Cho nên bọn họ đã thua, chẳng bằng chừa lại chút sức lực chuẩn bị cho lần sau sống lại. Đi! Dương Gian lạnh lùng cười, ngươi nghĩ mới rồi là chơi trò con nít, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta nói rồi, mấy người đừng hòng có ai đi được, phải chết hết tại đây, quay về để lại tin tức. Đừng có nằm mộng, ta sẽ xóa sổ mọi dấu vết thông tin, khiến các ngươi vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Dương Gian cảm thụ quỷ nhãn xâm nhập trong thân thể của hai người bị sức mạnh linh dị áp chế, cho nên đến hiện tại họ còn chưa chết. Quỷ thủ có thể bị áp chế, nhưng không thể hạn chế ngọn lửa kỳ lạ kia. Dù là Vương Can Toàn hay Hương Lan thì làn da đều lộ ra từng mảng màu đỏ, như than đá nung đỏ, có xu thế tuôn lửa ra. Ngươi còn chưa khôi phục lại, quỷ nhãn xâm nhập trong thân thể của chúng ta tạm thời còn không thể giết chết ta, bây giờ chúng ta muốn đi thì ngươi ngăn không được. Miệng Hương Lan nói vậy nhưng nháy mắt ra hiệu cho Vương Can Toàn. Vương Can Toàn dứt khoát xoay người đi. Hai người mặc kệ Chu Kiến cùng A Nam, nhanh chóng rút lui, định cưỡi thang máy rời khỏi nơi này. Bùm! Nhưng giây sau, sức mạnh to lớn từ sau lưng truyền đến, một bàn tay cháy đen nóng bỏng bóp sau gáy của Hương Lan, ấn nàng đụng vào cửa thang máy. Hương Lan kêu rên một tiếng, máu tươi trào ra khỏi miệng. Nàng sửng sốt quay đầu nhìn qua. Lại thấy Dương Gian đã xuất hiện ở sau lưng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ, lạnh như băng mà lại kỳ dị. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai, ta nói ngươi không đi được thì ngươi không thể đi. Dương Gian vẻ mặt lạnh lùng, tựa như một con ác quỷ lấy mạng, không cách nào thoát khỏi. Hương Lan cắn răng, không lùi bước, nàng xoay người bắt lấy cánh tay của Dương Gian, từ trong tay áo đột nhiên vươn ra một cánh tay còn lại, không chỉ một cánh tay, có hai cái, ba cái, bốn cái. Những cánh tay không ngừng vươn ra, tầng tầng lớp lớp phủ lên người của Dương Gian. Vương Can Toàn, ta bám giữ hắn, ngươi cưỡi thằng máy đi, nhanh lên. Sức mạnh linh dị của hắn đang khôi phục, ta ngăn không được bao lâu. Nàng vận dụng linh dị của con quỷ thứ hai định dùng mạng của mình bám giữ Dương Gian. Được, lần sau gặp lại. Vương Can Toàn rất quyết đoán, không chút do dự ấn nút thang máy, không có ý tưởng đi cứu Hương Lan. Vương Can Toàn cũng bị thương, không sống được bao lâu, trong năm người nhất định phải có một người sống sót truyền lại tin tức. Nếu không thì hành động lần này sẽ vô nghĩa. Chỉ cần ghi lại thông tin, bọn họ về sau sống lại mới có thể hiểu rõ hết thảy, nâng cao xác suất sinh tồn. Loại sức mạnh linh dị thứ hai xuất hiện khiến quỷ nhãn mất hiệu lực áp chế. Sức mạnh của Dương Gian tuy rằng rất lớn, nhưng không cách nào đè chặt Hương Lan, vô số bàn tay thò ra từ ống tay áo, tầng tầng lớp lớp, nhưng lại khiến hắn không kiềm được lùi vài bước. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Sức mạnh của quỷ nhãn thức tỉnh một phần, sức mạnh của quỷ bóng cũng thức tỉnh một phần. Vô dụng, thang máy không đến nhanh như vậy, ngươi không bám giữ được ta lâu. Dương Gian liếc mắt một cái, cho dù hắn cưỡi thang máy trở lại tầng 4 thì ta vẫn có biện pháp xử lý hắn, chạy trốn là vô nghĩa với ta. Dương Gian mà thu lại giáo dài, dao dựa chém một nhát là có thể giết Vương Can Toàn mà chẳng bị cự ly cản trở. Hắn không cần sống quá lâu, chỉ cần để lại tin tức là được. Thân thể của Hương Lan đang bốc khói, lửa chui ra từ làn da. Nàng bị đốt cháy, chịu đựng đau đớn bị tổn thương. Đinh đong, không biết là may mắn hay chọn thời cơ đúng lúc. Bộ thang máy linh dị này đến tầng 3 ngay phút này, cùng với một tiếng chuông báo, cửa thang máy siêu vẹo mở ra. Thang máy tới rồi, ta đi trước. Giọng Vương Can Toàn reo vui, hắn sắp cưỡi thang máy rời đi. Nhưng khi cửa thang máy mở ra thì nét hân hoan trên mặt Vương Can Toàn chuyển thành vẻ mặt kinh hãi, theo sau hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2569, xác nam lại xuất hiện hai. Trong thang máy mở rộng, ánh đèn chớp tắt liên tục, xuất hiện quấy nhiễu linh dị mạnh mẽ. Một xác nam dáng người cao lớn, toàn thân thối rữa gần hết đứng thẳng trong thang máy như một bức tường. Vải dơ bẩn quấn quanh xác nam, nhưng quấn không hoàn chỉnh, phần lớn lỏng ra rơi xuống lộ làn da đen thui.
Mùi xác thối nồng nặc tràn ngập trong thang máy, mùi này xuất hiện dường như kéo theo nhiệt độ xung quanh thấp vài độ. Giây sau, màu da của Vương Căn Toàn cũng sạm, rồi đen thui, thối rữa. Trước sau mới qua vài giây mà hắn từ một con người nguyên vẹn biến thành một tử thi thối rữa, tiếp đó ngã trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Hương Lan trông thấy cảnh này thì hoảng hồn. Dương Gian đã nhận ra xác nam thối rữa phần lớn. Rõ ràng là chủ nhân cũ của dao dựa và quỷ bóng, quỷ dữ cũng lang thang trong khách sạn Grand Sierra. Vải bọc xác trên người là lúc trước hắn bắt nhốt ác quỷ này đã để lại. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ác quỷ bị vải bọc xác bao lại thế nhưng lại có thể hành động. Nên biết vải bọc xác là một vật phẩm linh dị, ác quỷ nào bị nó bao bọc theo lý thuyết đều không cách nào động đậy mới đúng, năng lực bắt nhốt ác quỷ của nó ngang ngửa đinh quan tài. Là do vải bọc xác bị rơi xuống sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vải bọc xác rời rạc trên xác chết kia, trong lòng chỉ có thể đoán như vậy. Nhưng Vương Căn Toàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lại gõ hồi chuông cảnh báo trong lòng Dương Gian. Rất hiển nhiên, xác nam thối rữa này khi còn sống trừ khống chế quỷ bóng cùng dao dựa ra còn có ác quỷ khủng bố khác ám. Lui! Trực giác trong lòng khiến Dương Gian nhanh chóng thả lỏng tay của Hương Lan ra, lui nhanh ra sau. Dương Gian sử dụng quỷ vực, hắn xuất hiện cách xa mười mấy mét. Hương Lan bị bỏ lại tại chỗ, nhưng nàng không sống được bao lâu. Cưỡng bức vận dụng năng lực của con quỷ thứ hai khiến Hương Lan không thể đối kháng quỷ thủ xâm nhập, vì thế thân thể bốc lửa. A, tiếng hét thảm truyền đến, Hương Lan không chịu đựng nổi nữa, ngã xuống đất, đau đớn vùng vẫy. Xác nam cao lớn, hơn một nửa khuôn mặt bị vải bọc xác che nên không thể thấy biểu cảm, nhưng cái xác tỏa mùi xác thối nồng nặc đang nhấc từng bước chân nặng nề đi ra thang máy. Mỗi đi một bước sẽ để lại một dấu chân màu đen trên mặt đất. Dù đạp trên xác chết trong tầng 3 thì dấu chân vẫn như cũ in rõ. Cái xác nam này đã khác với trước kia, trở nên nguy hiểm hơn. Hai lần trước tiếp xúc ta không bị gì, chỉ cần không bị dấu chân dẫm lên thì sẽ không sao. Nhưng lần này Vương Căn Toàn đến gần thì ly kỳ chết đi. Chẳng lẽ lại có ác quỷ khác bám trên xác chết này? Dương Gian híp mắt quan sát, lòng thầm suy đoán. Suy đoán của hắn không phải không có đạo lý. Bởi vì Dương Gian niêm phong xác nam ở vị trí lối ra, nếu ác quỷ khác muốn ra ngoài nhất định phải đi ngang qua chỗ của xác nam. Có lẽ thời gian lâu, quỷ định ra ngoài đều nhập vào xác nam. Quỷ nhiều, sức mạnh linh dị khủng bố, vải bọc xác cũng sẽ dần dần mất đi hiệu lực, dẫn đến bộ dạng hiện tại, vải bọc xác lỏng ra rơi xuống. Có lẽ may mắn vải bọc xác không rơi ra hết, nếu không thì xác nam sẽ càng khủng bố hơn hiện tại. Nếu suy đoán của ta là chính xác vậy lần trước hành vi vô tình đó của ta e rằng đã nuôi dưỡng một con ác quỷ vô cùng đáng sợ. Trong lòng Dương Gian thấp thỏm. Mặc kệ nói sao thì tạm thời không thể đối kháng với ác quỷ này. Dù sao quỷ ở tầng 3 còn đây, lửa thì đang lan tràn, tình huống không tốt lắm. Dương Gian quyết định tạm thời tránh lui, khiến tầng 3 bị lửa đốt một lúc rồi tính tiếp. Đợi xác chết bị đốt gần hết, cửa giấu trong xác chết lộ ra thì Dương Gian có thể mang theo Đồng Thiến cùng Lý Dương rời khỏi nơi này, tiếp đó hoàn toàn phong kín lối ra. Nhưng xác nam cao lớn không dừng lại bước chân. Nó từng bước đi hướng lửa cháy mãnh liệt nhất. Giống như ở nơi đó có cái gì hấp dẫn nó. Dương Gian không rảnh quan tâm nhiều, hắn lùi sang một bên, lật một xác chết ra, bên dưới lộ ra bóng dáng của Đồng Thiến. Đồng Thiến giờ phút này hôn mê bất tỉnh, lúc trước Dương Gian vì cứu Đồng Thiến nên giấu vào trong đống xác chết. Bây giờ đã giải quyết xong đám người Hương Lan, phải mang Đồng Thiến đi nơi an toàn. Lý Dương vẫn chưa đi ra sao? Là mất tích hay đã chết? Dương Gian nhíu mày, đến hiện tại vẫn không thấy dấu vết của Lý Dương. Nhưng Đồng Thiến đều có thể sống tiếp, Lý Dương khống chế ba con quỷ không có lý do chết dưới đống xác. Không thấy quỷ ở tầng 3 xuất hiện nữa, không lẽ Lý Dương đang đối kháng với con quỷ này? Trong lòng Dương Gian không kiềm được nảy ra suy đoán này, có khả năng rất lớn. Quỷ ở tầng 3 tập kích chính mình, theo lý thuyết cũng sẽ tập kích Lý Dương. Hiện giờ quỷ và Lý Dương mất tích một khoảng thời gian, hai bên có xác suất đại khái đụng nhau. Dương Gian mang theo Đồng Thiến đến một nơi xem như an toàn. Quỷ nhãn của Dương Gian tập trung vào từng cử động của xác nam, không dám lơ là một phút nào. Hiện tại hắn có thể xác định chính mình cũng không bị xác nam này theo dõi. Tức là chính mình không kích phát quy luật giết người của nó. Nhưng thứ này không định rời khỏi, là một tai họa ngầm lớn. Lửa đang không ngừng lan tràn.
Chu Kiến và A Nam lúc trước dãy dụa kêu gào giờ đã bất động, chỗ của hai người bốc cháy lửa lớn, xác chết đã bị lửa nuốt chửng. Hiện tại chỉ còn lại Hương Lan còn dãy dụa. Vương Căn Toàn cũng đã chết, thi thể thối rữa. Khoan, xác của Vương Căn Toàn không bốc cháy, lửa trên người hắn dập tắt. Dương Gian phát hiện ra chi tiết này, quay lại nhìn xác nam cao lớn, hắn tái mặt. Xác nam cao lớn này có thể dập lửa, hay là nó có thể khắc chế lửa lan tràn? Quỷ này muốn kiểm soát lửa. Giờ thì Dương Gian đã hiểu. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2570, thiêu đốt hết thảy một. Cái xác nam cao lớn rất thần bí, trên người có nhiều ác quỷ bám vào, siêu khủng bố. Dương Gian dính líu nhiều với xác nam này, hắn khống chế quỷ bóng và dao dựa đều lấy từ chỗ của xác nam, nhưng dù vậy, xác nam cao lớn vẫn thần bí, vẫn đáng sợ. Ai cũng không biết xác nam này đã quanh quẩn trong khách sạn Grand Caesar bao lâu, chỉ biết xác chết này luôn trong trạng thái thối rữa gần hết, nhưng không hoàn toàn nát bấy, ngã xuống. Sức mạnh linh dị chống đỡ xác chết này luôn hoạt động. Cho nên hiện tại xác nam là một con ác quỷ siêu khủng bố, hơn nữa lần này nó xuất hiện đã có một ít biến đổi, khác hẳn với lần trước Dương Gian trông thấy. Vương Căn Toàn chết đi là chứng cứ tốt nhất. Giờ đây cái xác mục này là bị ánh lửa hấp dẫn đến sao? Hay vì nó đến để đối phó lửa cháy mất kiểm soát? Dương Gian ở phương xa nhìn xác nam cao lớn đi hướng trung tâm ngọn lửa, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra suy nghĩ như vậy. Mặc kệ, hiện tại lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu nó đến dập lửa thì ta phải tiếp tục phóng hỏa, cố gắng làm lửa cháy lớn ra. Dương Gian nhìn quanh một vòng, tầng 3 có 3 chỗ cháy lửa. Một chỗ là lúc trước lửa mất kiểm soát, hai chỗ khác là vị trí xác của Chu Kiến và A Nam. Địa điểm A thì lửa đã cháy dữ dội, điểm B và C tuy mới cháy nhưng có xu thế ngày càng nghiêm trọng. Nếu xác nam cao lớn thật sự muốn dập lửa không thể nào dập tắt tất cả điểm cháy trong thời gian ngắn. Hiện giờ Dương Gian không có do dự, hắn bắt đầu lợi dụng quỷ nhãn còn đang cháy liên tục đốt tử thi ở các góc. Vì phòng ngừa, Dương Gian cố gắng tăng thêm nhiều điểm cháy, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Quá trình rất thuận lợi, chỉ giây lát, vị trí tầng 3 đã có thêm 7, 8 điểm cháy. Giờ phút này, tầng 3 mờ tối trở nên sáng trưng, trong không khí ngập mùi khét thối, ánh lửa từ 4 phương 8 hướng chiếu lên người, khiến Dương Gian cảm giác làn da đau nhói. Lý Dương, có nghe được không? Nếu còn sống thì mau chạy ra đây, nếu chậm chạp ngươi sẽ bị thiêu chết ở chỗ này. Dương Gian lớn tiếng hét với hy vọng Lý Dương có thể nghe thấy. Nhưng giọng nói của Dương Gian quanh quẩn mấy lần mà không ai trả lời. Dù lửa đã lan tràn tới, loại tình trạng này, Lý Dương vẫn không xuất hiện. Nhất định là gặp phải phiền phức, dù hét tiếp cũng không có nhiều hiệu quả, chỉ có thể chờ. Dương Gian không hét to nữa, tránh cho hấp dẫn thứ nguy hiểm gì đến gần. Dương Gian đưa mắt nhìn xác nam cao lớn ở phương xa. Tử thi kia khoác vải bọc xác, từng bước một đi vào trong lửa, phát sinh chuyện ly kỳ, lửa cháy nhưng không đốt xác chết này, ngược lại bị ảnh hưởng, trực tiếp biến mất. Chỉ có một mảng lửa biến mất, diện tích cháy quá lớn, vì vậy lửa quanh xác chết biến mất nhưng nơi xa hơn thì lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Quả nhiên, xác chết này có thể hạn chế lửa cháy, may mắn bây giờ lửa bùng cháy dữ dội, dù là ác quỷ khủng bố như vậy cũng không có biện pháp hoàn toàn dập lửa ở đây. Dương Gian thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, theo sau lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần lửa không bị tắt thì tốt rồi, nếu không thì tình huống trở nên hỏng bét. Xác nam cao lớn vẫn đi tới trước. Tuy lửa quanh xác chết bị dập tắt, nhưng tùy theo xác nam đi tới, vị trí lửa tắt ở phía sau lại phực cháy. Dần ra xác chết đến gần trung tâm lửa cháy, thế cho nên thân hình hoàn toàn bị nuốt sống, không nhìn thấy nữa. Dù là quỷ nhãn của Dương Gian cũng không thể nhìn trộm cảnh tượng trong lửa. Trong lửa sẽ có cái gì? Lò lửa, quỷ ở tầng 3. Cho nên xác chết này nhằm vào lò lửa hay quỷ ở tầng 3. Dương Gian thấy tình cảnh này, trong lòng lại nổi lên một ý tưởng như vậy. Nhưng may mà kế hoạch rất thành công. Mười mấy điểm cháy giờ phút này cùng nhau thiêu đốt xác chết, toàn bộ tầng 3 đã nhanh biến thành một mảnh biển lửa. Nếu xác nam đi trong lửa thì bây giờ ta có thể tìm kiếm cánh cửa kia trước. Dương Gian quan sát mọi thứ trong biển lửa,
Dựa theo tình huống thì những xác chết này sau khi bị đốt cháy, cửa giấu trong tầng 3 nhất định sẽ hiển hiện ra. Nếu may mắn, hắn rất nhanh liền có thể tìm được chỗ có cánh cửa, nhưng Dương Gian cũng phải chuẩn bị cho việc rút lui kịp lúc. Các bạn vừa nghe xong tập 257 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.